Chào các bạn đã trở lại kênh của mình, kênh Khỏe Trần Sáng Tạo. Các bạn ơi, hôm nay với cái bình như thế này mình không nỡ bỏ đi. Mình cắt nó thành một cái chậu hoa nha các bạn. Đặng mình trồng trồng cây hoặc trồng rau hoặc trồng hoa. Thì bây giờ mình cắt đứt ra, cắt thành hai phần nha các bạn. Mình để như thế này mình vẽ nè. Cắt đôi ra nha các bạn. Dùng con dao này mình cắt nè. Nếu mà các bạn thấy cắt kéo dễ thì các bạn dùng kéo các bạn cắt. Ta dùng cái miếng này, chúng ta vẽ cái đường đo nha các bạn, ở phía dưới. Ta đã vẽ xong phần này, chờ cắt nha các bạn. Bây giờ chúng ta dùng cái phần này, chúng ta lấy một cái miếng cạc, chúng ta vẽ một cái con thiên nga nè, rồi chúng ta mở ra, chúng ta thành đôi nè. Để xa. Chúng ta canh chính giữa nha các bạn, canh chính giữa. Chúng ta dùng băng keo chúng ta định lại nha các bạn, chúng ta dán lại.
Kêu kêu này nè. Nè các bạn. Chúng ta định hình chúng ta dán nó vô các bạn ha. Chúng ta dán vô. Rồi chúng ta cắt vòng vòng. Bên đây là làm hàng rào nè. Đó. Làm cái chuồng của hai con ngỗng. Bây giờ chúng ta lấy cái đầu dao này chúng ta cắt nè. Chúng ta cắt đi. Chúng ta cắt theo nha các bạn. Bây giờ trước hết thì chúng ta sẽ làm cái này trước. Nếu các bạn thấy tiện thì các bạn cắt bằng kéo ha. Mình không tiện thì mình cắt bằng dao như vậy thôi. Nhưng mà cái hộp này, cái bình này nó cứng lắm, nó chắc lắm các bạn ơi. Cái này là cái đế nè các bạn, cái đế của cái bình bông. Bây giờ chúng ta bắt đầu cắt nha các bạn. Ta đưa dao vô. Cái bình này nó cứng lắm nha các bạn. Mình cắt coi chừng nó trúng tay. Mình cắt theo cái hình này nè. Các bạn ơi, mình dùng cái viết này là mình vẽ các bạn. Mình vẽ lên như thế này rồi mình chấm 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 thì mình có cái đế nó như thế này nè. Ha. Còn hai con thiên nga này á thì mình cũng dùng viết nha các bạn. Dùng viết mình vẽ, xung quanh. Nó như thế này. Các bạn thấy không? Đây là làm hàng rào. Mình cũng dùng viết mình vẽ xung quanh cho nó rõ ra nha các bạn. Mình dùng cái chai nhựa mình cắt ngang, mình lấy cái đế này mình mới cắt ra thành cái bông. Cái mình đi dán chỗ này. Mình dán ở dưới gốc nè các bạn. Dưới góc một cái nha.
cho nó bớt trơ trẽn nha các bạn. Rồi dùng những cái hạt này nè, dùng những cái hạt này nè các bạn, mình dán vô. Dán vô mấy cái cánh hoa nè các bạn. Dán ở đây một cái nữa nha các bạn. Mình trồng hoa vô đây nha các bạn. Bỏ đất vô đây, mình trồng hoa vô đây. Này là phía sau, này là phía trước, để mình trồng hoa nha các bạn. Mình đã có được một cái bình hoa rồi nè các bạn, mình để đứng thì mình thấy không hết nè, mình để nằm thì mình mới thấy hết. Chào các bạn nha.